everyone, today I will introduce you language focus of Unit 11. Grammar. Phần ngữ pháp thứ nhất cô muốn giới thiệu với các em là phần present participle có dạng verb in và past participle có dạng là verb ed hoặc là verb 3. Như vậy, present participle nghĩa tiếng Việt gọi là hiện tại phân từ. Past participle là quá khứ phân từ. À, như vậy cô sẽ đi trước một cái điểm, gọi là điểm A, present participle, hiện tại phân từ là gì? Như vậy, để cho các em dễ hiểu, cô sẽ cho một ví dụ sau. The boy reading a book is bad. Ở đây tại sao cô lại gạch dưới chữ the boy và chữ reading a book? Các em có thấy lạ không? À, vậy thì cụm từ reading a book nó sẽ là present participle đó các em. Còn the boy ở đây sẽ là danh từ. À, như vậy present participle phrase hoặc còn gọi là verb in. Ở đây cô sẽ đặt đứng sau một danh từ, à, chỉ người. À, các bạn thấy đúng không? Như vậy câu này có nghĩa là gì? The boy reading a book is ba. Cậu con trai đang đọc sách là ba. Nha. Như vậy cái cụm từ reading a book nó sẽ bổ nghĩa cho chữ the boy. À, cậu con trai nào? Cậu con trai đang đọc sách. Các bạn có hiểu không nào? Như vậy bây giờ cô sẽ rút ra một cái ghi chú cho các bạn dễ hiểu như thế này. Present participle còn gọi là verb in thì nó sẽ đứng sau danh từ chỉ người để giải thích miêu tả cho danh từ đó và bao hàm nghĩa chủ động. Tại sao cô lại nói ở đây có thêm cái phần nghĩa chủ động? Vì chủ thể của mình là người. À, người thì sẽ chủ động hoặc là tác động lên một sự vật hoặc một sự việc gì đó. Đúng không các bạn? Rồi, để rõ hơn cái phần này, chúng ta sẽ làm thử một cái ví dụ trong phần Language Focus ở sách giáo khoa trang 108. Cô sẽ miêu tả những nhân vật trong tranh như thế này. Câu thứ nhất, cô sẽ miêu tả Mr. Quang. Như vậy cô sẽ có câu: The man walking up the stair is Mr. Quang. Như vậy cô giải thích rõ ràng người đàn ông đang bước lên cầu thang là ông Quang. Các bạn có thấy cụm từ walking nó đứng sau chữ the man để bổ nghĩa cho danh từ chỉ người hay không nào? Ha, tiếp tục ví dụ thứ hai, cô sẽ tả về nam. The boy standing next to Miss Liên is now. Cậu con trai nào? Cậu con trai đang đứng kế Miss Liên là nam. Và tiếp tục một lần nữa, cô sẽ tả hai cô gái đang ngồi chơi đánh cờ. Các bạn có thấy ở trong cái tranh có hai cô gái đang đánh cờ không nào? Như vậy cô sẽ có câu như sau: The girls playing chess are Nga on the right and Hoa on the left. Right. Như vậy những cái cô gái mà đang chơi đánh cờ, Nga thì ngồi bên phải, còn Hoa thì ngồi bên trái. Như vậy quá là rõ cái nhân vật đó đúng không các bạn? Rồi các bạn sẽ làm thêm cho cô những nhân vật còn lại nhé. Bây giờ cô sẽ qua cái phần tiếp theo. Đó là phần past participle, hay là mình còn gọi là verb ed hoặc là verb 3. Cũng như vậy, cô sẽ có một ví dụ. The old lamp made in China is $5. Cô cũng gạch dưới chữ the old lamp và cụm từ made in China. Vậy, the old lamp cũng là danh từ. À, và cụm từ made in China là cụm từ có tên là past participle phrase. Ở đây nó là verb 3.
được các bạn. Cô nhắc lại, nếu đó là động từ có quy tắc thì động từ đó sẽ thêm ed. Còn động từ bất quy tắc thì các bạn sẽ dùng động từ ở cột số, số 3. Như vậy ở đây, cụm từ made in China này cũng bổ nghĩa cho danh từ Diolam. À, mà danh từ này là danh từ gì bạn? Diolam là danh từ chỉ gì? Chỉ vật. À, khác với bên kia đó là danh từ chỉ người. Như vậy cô cũng rút ra cái ghi chú cho past participle như thế này. Verb ed và verb 3 hoặc là verb 3 đứng sau danh từ chỉ vật để giải thích, miêu tả cho danh từ đó. Và ngược lại, bao hàm nghĩa bị động. À, tại vì nó là vật, à, nó chỉ bị tác động lên thôi, không thể nào mà chủ động được hết. Và cũng y như cái phần A thì cô sẽ làm một cái ví dụ ở bài tập số 2 ở phần Language Focus ở trang 109 cho các bạn xem. Cô sẽ tả 1 đến 2 câu làm mẫu cho các em xem nhé. Câu thứ nhất, cô sẽ tả bông hoa đi. À, the flower, đúng không? The flower wrapped in yellow paper is $1. Những bông hoa mà được gói vào cái giấy màu vàng thì giá sao các bạn? Thì giá $1. Ha. Như vậy cái chữ wrapped in the yellow paper nó cũng bổ nghĩa cho cái vật. À, vật ở đây của mình sẽ là những bông hoa, đúng không? Ở đây người ta sẽ dùng động từ, tại vì wrapped là động từ có quy tắc, cho nên cô sẽ double p lên và thêm e vào, à, để bổ nghĩa cho chữ the flower. Rồi tiếp tục ví dụ thứ hai, cô sẽ tả những món đồ chơi con thú nha, the toys animals. Ở trong sách người ta cho mình cái động từ là keep in. Như vậy các bạn sẽ tự động, các bạn sẽ chuyển chữ keep in về là kept in, tại vì nó là cột số, số 3 nha các bạn. Như vậy cô sẽ có câu hoàn chỉnh như thế này. The toys animals kept in a couple are $10. Những con thú nào, những con thú được để trong cái tờ giấy tổng thì là giá $10. À, như vậy cái các bạn có hiểu rõ cái phần này không nào? Và tiếp theo là bây giờ cô sẽ giới thiệu qua điểm ngữ pháp thứ hai trong bài 11 này nhé. Điểm ngữ pháp thứ hai trong bài 11 này là cách sử dụng my trong một cái lời yêu cầu. Ha. Và cô cũng cho ví dụ như thế này cho nó đơn giản. À, các bạn nhìn nhé. Ví dụ của cô. Do you mind closing the door? Bạn có phiền đóng giùm tôi cái cửa hay không? Hoặc là would you mind opening the window? Bạn có phiền khi mà mở giùm tôi cái cửa sổ hay không? À, như vậy con thấy, các bạn thấy thì là đằng sau do you mind và would you mind cô dùng động từ ở dạng verb in. Ha, động từ verb in với dạng này là mình nhờ ai làm gì đó giùm mình nha các bạn. Ha, bạn có phiền đóng giùm tôi cái cửa, bạn có phiền mở giùm tôi cái cửa sổ. Như vậy rút lại một kết luận, một công thức như thế này. Do you mind hoặc would you mind cô sẽ cộng với verb in dùng để yêu cầu người khác làm gì cho mình. Các bạn nghe rõ không ạ? Rồi cũng do you mind, would you mind, nhưng cô sẽ có trường hợp thứ hai như thế này. Các bạn cũng nhìn vào ví dụ nhé. Do you mind if I take a photo? Và một ví dụ khác là would you mind if I took a photo? Các bạn có thấy khác không nào? Ở trên cô dùng do you mind if I take, còn ở dưới cô dùng would you mind if I took. Như vậy rút ra rằng do thì dùng với take, động từ ở hiện tại. Would thì dùng với took, động từ ở cột 2. Tại vì take là động từ bất quy tắc, cho nên cô phải trả nó về cột 2 là took. Còn nếu nó là động từ có quy tắc thì ở đây, động từ ở đây sẽ là cột mấy các bạn? À, cột 2 nha các bạn. Rồi, như vậy cô cũng rút ra cái công thức cho các bạn dễ nhớ là
Đối với do you mind if I thì mình sẽ dùng verb present hiện tại. Còn đối với do you mind if I thì chúng ta sẽ dùng động từ ở quá khứ. Ha. Cô nhắc lại, ở trường hợp này, dạng câu này là mình tự tự ha, mình sẽ tự xin phép mình được làm cái điều gì đó nha. Nó khác với trường hợp trên. Rồi, bây giờ cô nhắc lại một lần nữa cho các bạn dễ nhớ nè, các bạn có thể ghi vào tập nè, cho các bạn dễ nhớ để các bạn tránh nhầm lẫn nè. Đối với trường hợp do you mind, would you mind cộng verb in là câu này mình sẽ yêu cầu người khác làm giùm mình nha. Còn đối với trường hợp do you mind if I cộng với verb present, còn would you mind if I cộng với verb quá khứ, ha, a past á, verb 2 á, verb thêm ed á, thì chúng ta sẽ có nghĩa là mình xin phép được tự mình làm. Nó khác nhau nha các bạn. Các bạn có thể ghi chú vào trong tập cho nó khi mà mình làm bài mình không có bị lộn. Rồi, tiếp theo như vậy đề nghị thì phải có câu trả lời. Để đáp lại các lời đề nghị này, cô cũng sẽ show ra cho các bạn hai cột. Một là đồng ý và hai sẽ là không đồng ý ha. Cái bản này hình như là có trong sách giáo khoa cho nên các bạn có thể mở sách ra, nhưng ở đây cô sẽ ghi cho các bạn trên đây luôn, cô sẽ giảng luôn. Đối với cột agree đồng ý thì chúng ta sẽ có những câu no I don't mind, no of course not, no I don't mind, không tôi không phiền, no of course not, không dĩ nhiên là không phiền rồi. Not at all, please do, please go ahead. À, được, làm đi. Còn đối với disagree, không đồng ý, thì chúng ta sẽ có những câu I'm sorry, I can't, tôi tiếc rằng bạn không thể. I'm sorry that is not possible, tôi e rằng bạn, tôi lấy làm tiếc là điều này không thể làm. I would prefer you didn't, I would rather you didn't. À, như vậy chỗ này sẽ là tôi nghĩ là bạn đừng làm thì tốt hơn các bạn. Rồi, và cuối cùng là cô sẽ qua cái phần số 3 như là chị cô đã nói. À, những cái bản này cô nghĩ là các bạn nên học thuộc. À, cái bản này các bạn nên học thuộc để khi mà mình gặp những trường hợp người ta có đặt câu hỏi cho mình hoặc là mình muốn đặt câu hỏi cho người ta, để khi nghe mình biết được cái câu trả lời mà mình reply lại ha. Rồi, cuối cùng chúng ta sẽ bước qua một cái dạng bài tập mà các bạn cũng cảm thấy là các bạn thường gặp khó khăn khi mà làm bài, đó là dạng rewrite. À, về hai điểm ngữ pháp này các bạn, để củng cố lại cái phần do you mind, would you mind thì chúng ta sẽ làm bài tập số 3 trong sách trang 109. Các bạn sẽ đọc cái tiêu đề với cô nhé. Use the verb to make and respond to request. Object means agree to the request. Arouse means do not agree to the request. Với ví dụ I các bạn cũng thấy rồi, và người ta cho từ move và car, các bạn sẽ đặt câu do you mind would like với từ move và car, sau đó các bạn sẽ dùng câu trả lời dựa vào cái dấu check hoặc dấu cross. Nếu dấu check các bạn sẽ trả lời với sự là đồng ý, còn dấu cross là các bạn sẽ trả lời không đồng ý ha. Như ở đây người ta dấu check thì các bạn sẽ có câu no of course not ha, tất nhiên là được rồi. Right. Tiếp tục, ví dụ B, exercise B, thì các bạn sẽ có put và put out và cigarette. Như vậy các bạn sẽ đặt như thế nào đấy? À, do you mind putting out your cigarette? Hoặc là do you mind putting out your cigarette? Cả hai đều được nhé. Và đây là đồng ý, các bạn sẽ dùng là no, of course not. Example C. Do you mind getting me some coffee? Or do you mind getting me some coffee? Right? Ở đây là dấu cross và không đồng ý, các bạn sẽ chọn câu I'm sorry, I'm too busy right now. D. Would you mind waiting a moment? Hoặc là do you mind waiting a moment? Ở đây dấu cross, các bạn sẽ trả lời không đồng ý, cô sẽ chọn câu I'm sorry, I can't. I'm already late for work. Right? Nhớ nha, các bạn sẽ dùng do you mind hoặc là would you mind cộng verb in
để yêu cầu ai làm gì đó cho mình. Đấy. Tiếp theo là bài tập số 4, exercise 4 ở trang 110. Các bạn sẽ practice cái phần do you mind if I hoặc là would you mind if I ha. Các bạn có thể dùng hai cách dựa vào những bức tranh ha, hỏi và trả lời. Rồi, ví dụ A, B người ta đã làm sẵn cho mình rồi, các bạn có thể tham khảo. Ví dụ A, do you mind if I sit down? Như vậy do là dùng với động từ verb không là sit ha. À, vui, bạn có phiền, tôi có phiền khi mà tôi ngồi ở đây không? Yeah, please do. Rồi, Mr. P, would you mind if I smoked? Như vậy ở đây dùng would thì chữ smoke người ta thêm ed là verb 2 hoặc là verb ed. Có phiền nếu tôi hút thuốc hay không? Như vậy người ta trả lời là I rather you didn't. Tôi nghĩ là bạn không nên. Rồi, các bạn sẽ tiếp tục làm cho cô phần C, D, E, F. Phần C các bạn sẽ nhìn vào bức tranh nhé. Như vậy cô sẽ làm chỗ cho các bạn là một và cô sẽ dùng là do you mind if I. Như vậy do, cô dùng do thì các bạn sẽ, cô sẽ dùng là use nguyên mẫu. Rồi, phần còn lại các bạn sẽ dùng would you mind if I thử coi nào. Ha. Rồi, ở đây cô sẽ trả lời là not at all. Ha. Rồi, Mr. D, cô dùng cũng là do you mind if I, cô dùng là turn, bật không, turn off the radio. Các bạn sẽ dùng would you mind cho cô đi. Rồi, câu trả lời của mình sẽ là I rather you didn't. Rồi, Mr. E, cô sẽ dùng would you mind if I. Như vậy, khi mà cô dùng would you mind if I thì cô dùng là I turned. Chữ turn cô thêm ed vào ha. On the air conditioner. Như vậy các bạn sẽ làm cho cô do you mind if I nhé. Rồi, ở đây cô sẽ trả lời là please do. Mr. F, cô dùng do you mind if I. Như vậy do you mind if I thì cô sẽ dùng là what nguyên mẫu ha, TV while eating lunch. Các bạn sẽ làm cho cô would you mind if I nha. Rồi, phần trả lời của cô sẽ là no of course not. Đây, cô làm cách do you mind thì các bạn sẽ làm would you mind. Cô làm would you mind thì các bạn sẽ làm lại cho cô là do you mind. Còn các bạn có hiểu bài không nhá? Rồi. Rồi, đây là phần homework về nhà của các bạn đây. Các bạn sẽ làm cho cô 6 câu. Câu 1, câu 2, câu 3 là các bạn sẽ dùng dùng cái phần mình vừa mới học là past participle và present participle để nói hai câu lại thành một câu ha. Rồi, phần số 5 và số 6 là hai câu các bạn sẽ chuyển cho cô. Mình yêu cầu ai thì mình làm mẫu câu nào, hoặc mình muốn làm cái gì đó, mình xin phép làm cái gì đó thì mình sẽ làm mẫu câu nào. Các bạn sẽ làm cho cô bài tập này nhé. Rồi, khi các bạn làm bài tập này xong, các bạn sẽ gửi về địa chỉ mail như sau. Các bạn sẽ gửi bài tập về địa chỉ mail với lớp 8189, các bạn sẽ gửi về địa chỉ mail cho Miss G. 8387 các bạn sẽ gửi địa chỉ mail về cho Miss Hạnh. 8488 gửi về cho Miss Nga. 82, 85, 86 các bạn sẽ gửi về cho Miss Trang nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài học này của cô. Chúc các bạn làm bài thật tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.